Hello mọi người, em thành phố Vĩnh Long, quán phường 8 thành phố Vĩnh Long nha mọi người. Thì lên tiếp cho mọi người một con Hitachi CS35 nha. Con này made in da băng đó, nguyên riêng nguyên bản không tật lỗi nha mọi người. Máy rất là đẹp nha. Thì con này nòng bê tông nó rất là ok nha. Nòng bê tông nó 40 ly để cho anh em khai thác trên cao hoặc là đoạn dừa rất là hợp lý nha. Giá cả thì nó cũng bình quân, nó không có mắc hơn mấy cái con ít tin tay cục nha mọi người. Chạy rất là ok nha. Rồi thì anh em cô chú nào mà ưng con máy thì cứ việc nhắn cho quán nha. Số điện thoại lúc nào quán cũng để trên bài hết á. Thì con này là bao mọi người VIP luôn á. Xích thì em cắt cho mọi người xích mới nha. Đó, dễ cắt và xích xịn nữa. Rồi thì bây giờ mình vô cái tình trạng test nổ cho mọi người xem nha. Máy em bán ra là bất cứ có tật lỗi em sẽ báo tật lỗi, nguyên riêng em sẽ báo nguyên riêng cho mọi người. Còn nếu như mà mọi người không tin á, anh em cô chú không tin thì cái việc nhắn cho em, muốn coi món gì em cho mọi người coi món đó nha. Đó, con này là tình trạng là nguyên bản nè, chưa xúc bình xăng con luôn mà là nó đã nổ luôn rồi đó. Bởi vì mấy mặt hàng này là hàng bây giờ nó rất hiếm nha mọi người, hàng lựa đó. Bởi vì em bán cao hơn 100-200 ngàn thì anh em thích hoặc có nhã hứng thì cứ mua nha. Rồi em test nổ lại cho anh em xem nha. Con này vẫn là chụp giật trợ lực nha. Rồi, dây giật nó nè, nguyên bản nha mọi người. Nếu mà có thai thì em sẽ nói thai thôi. Quá là ok luôn. Con này lam xích nó tầm 3,6 kg nha mọi người. 3,6 kg. Thì đây nó có một cái móc nè để cho anh em chèo cao đồ đó, đoạn dừa đoạn khúc đồ rất là nhẹ nha, rất là ngon, không ăn xăng nha mọi người. Xích nhẹ là nổ, tại vì chụp giật trợ lực rất là ngon nha mọi người. Thì con này em vẫn bán với giá là 2,7 triệu nha mọi người. 2,7 triệu tặng kèm một hộp nhớt, một cây dũa hút xịn và một bao lam nha. Đó, tiếp mở buri nữa mọi người. Rồi thì anh em cô chú nào thì ưng con nào thì nhắn cho quán nha. Thì mấy cái con này anh em cô chú thấy bóng bóng gì chứ không phải là em xịt bóng đâu nha, mà là tại vì em phủ một cái lớp dầu á, cái lớp dầu để cho nó mới cái dàn áo á, chứ không phải là xịt bóng đâu nha mọi người. Hàng em bán không có cái món nào mà xịt bóng chân nha. Rồi thì quán xin kết thúc video ngay tại đây nha. Chào anh em cô chú mình nha. Chúc anh em cô chú một buổi trưa thật là vui vẻ. Rồi bye bye mọi người.